Nhật ký ngày tháng năm. Chào anh, lâu quá mình không gặp. Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim The Ghost, không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc. Có lẽ do bộ phim quá lãng mạn, hay do trái tim em đang nhớ đến anh. Em xa đời anh đi.